Trời ơi, tay gì mà kỳ cục vậy? Chạy có nhiêu tiền ngày đâu mà bẻ kiếm người ta vậy đó. Chạy ở ngoài kia, xe chạy rất là nhiều. Ổng tăng qua đường, em chạy coi chờ có nhanh đâu. Em hứa khách nam anh nó quẹo ra, bật nhanh ra, ổng đi ngang, ổng đập xuống ta. Sao mấy đứa con không giúp ổng thanh niên mà không giúp nó? Trời ơi, tụi con bé đê không à, tụi con có thanh niên. Tụi con có lại nè. Em kêu công an rồi mà công an nó xuống tăng xuống. Thẻ xe nó đâu? Đưa cái thẻ cho nó đi. Trời ơi, cái bà đó bà nói là tụi con thanh niên không xong đứng giúp, trời ơi, ba con BD mà giúp gì má.